nghiệp, giờ đồng nghiệp mà học chung trường ngày xưa luôn hả? Học chung học thật đó. Ủa vậy học năm nào? Vậy học năm nào? Học hết lớp 9 luôn á. Hết lớp 9 là, nhưng mà cái niên khóa nào á? Tại em học năm em không nhớ đó, hả? Em chỉ học lớp 9 à. Học tới lớp 9 là nghỉ để học Cái này hết 9 là hết rồi. Tại hồi trước em học cái này nè, học 4 năm ở đây nè. Đúng rồi, nó có 4 năm, có 6, có 9. Ủa ra trường thì làm chạy la mô luôn hả? Đâu, ra trường đi làm. Đã giờ đi làm thời gian xong mới chạy la mô hả? La mô này chạy buổi tối. La mô chạy buổi tối hả? Hay vậy. Còn buổi sáng thì mình đi làm công ty. Thì dắt các chị chắc cũng ba mấy rồi hả? Ba mấy tuổi rồi không? Ông chính vậy là lớn, vậy là học trước mình mấy khóa rồi? Trước mình học là mình là 35 rồi, có nghĩa là chị học trước mình 4 khóa. Hồi đó lúc nó cái trường này bự hơn, nó xây bự hơn mà chưa có sân này đâu. Đúng rồi, chưa có sân này. Hồi trước cũng học mà. Hồi trước nó ra tới đây rồi. Hồi trước ra túc ngoài này, lần giờ nó mới giờ vô này nè. Mới giờ vô đó là hàng cá bên này. Bây giờ đây hàng cá, bây giờ vô việc hay quá, nay gặp cái chị này thấy mừng quá trời luôn ha. Thấy mà ra trường cái mất liên lạc hết luôn, hồi đó học đi học quá ra trường mất liên lạc hết luôn, rồi sau này có Facebook mới tìm lại mới được mấy người á, chứ hồi đó là học mà đâu có điện thoại liên lạc đâu. Hồi đó cái học mất Facebook cũng thấy đâu. Facebook tìm cũng khó tìm đó. Đúng rồi nhiều khi á nó đâu có đăng hình mình lên đâu, nó đăng mấy cái phong cảnh đồ này kia. Hồi đó chị còn nhớ thầy cô nào ở đây không? Nhớ có mấy người nổi bật đó. Có nhớ thầy Hiệp không? Trời, ổng hả? Ổng là chùm luôn. Thầy Hiệp ổng là chùm hả? Gọi là săn mình luôn. Ổng là giám thị lớp 6 nè, lớp 8. Ổng là giám thị nổi tiếng cái trường này lắm á, hồi trước á. Lớp 6, lớp 8. Đúng rồi, như là trường này học ai đa số ta biết thầy Hiệp á. Những học sinh nào mà gọi là cá biệt là ông biết hết, ông nhớ hết. Hay quá. Thấy mà mấy người học cái này dù nhà quận 1 nhiều lắm. Mấy người mà học trường này nè. Quận 1 Tân Bình qua đây học nhiều lắm mà. Hồi đó học thấy vui lắm. Có khoảng sân trong này tập thể dục cho mày luôn nè, tập thể dục ở dưới nè. Đúng rồi. Có cái trang web của trường luôn, có trang Facebook của trường luôn á. Facebook mà sau này lập ra cái xong mà mấy người ở trong mới tìm lại nhau á, thấy mặt cái quen quen cái tìm lại á. Ở đó đó. Có biết Bảo Vệ Tài không? Ông Tài mà hình như cũng nổi tiếng hay sao á. Ông ở đây nè. Ông Tài, nhưng mà hình như là mấy gia đình mà là bảo vệ luôn. Đúng rồi. Ông là bảo vệ. Mã đó là làm lao công văn phòng. Hay vậy. Bên bếp á hả? Thì là vậy. Bả lao công buổi sáng xong rồi trưa bả ra bả phụ canh tiên. Hôm nay gặp không ngờ chị học chung trường ngày xưa luôn á. Nhưng mà chị học trước mình 4 khóa, tại vì mình vừa đó mình 4 tuổi chắc là trước 4 khóa rồi. Được rồi vậy. Hay là nó mừng quá quay lại vậy, chứ biết đâu mấy người bạn cũ là nhớ lại sao. Không thầy hiện giờ không thầy vô không biết. Vô học lớp 6 á, đầu tiên vô học á là ổng nhớ luôn. Nhớ tại vì cái tên á, cái họ với Hậu Quang. Đúng rồi. Hậu Quang á là nguyên cái trường này chỉ có một mình cái Hậu Quang thôi. Cái họ đặc biệt ổng nhớ. Tới lớp 8 luôn. Cái ổng thấy ổng kêu mình. Là mình nói thầy, em đâu phải học sinh cá biệt đâu mà thầy nhớ em dữ vậy. Nhưng mà cái tên em đặt rất là đặc biệt. Thầy không nói được mới biết. Cái tên em rất là đặc biệt. Em vô học là đầu tiên á là thầy thấy cái tên em là thầy thấy ấn tượng. Tên em rất là đặc biệt, trường này không ai có. Hồi đó chị có học mà buổi tối hồi đó cái như mở mà cái khóa của em mà nó có mở buổi tối luôn rồi đó, mở mà cái lớp mà cái gì bộ túc thêm á, mấy người lớn tuổi á. Không, ý là bộ túc mà học thêm luôn á, có buổi tối nữa, có buổi tối mà học mà giống như là lớp 9 có dành cho mấy người
diễn cấp đúng không chú? Mà diễn cấp đó là lớp 9 là phải học thêm buổi tối nữa đó. Không phải là học thêm buổi tối mà là giống như là có bị cái gì đó à, là giống như gọi là cái dấu dấu trình nó giảm xuống. À đúng rồi. Mình học thêm buổi tối. À. Để mình đi. Ủa giờ là cấp 3 chưa học được vậy? Cấp 3 học bên Tư Văn An là bên quận 5 á hả? Ngô Quyền hả? Thấy giờ này vô Nam Kỳ hơi nghẽo nhiều á. Như nói vô Nam Kỳ hơi nghẽo có mấy đứa vô nè. Nam Kỳ hơi nghẽo bên ở đâu á? Nam Kỳ hơi nghẽo bên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Đúng rồi, Nam Kỳ hơi nghẽo với vô Tân Bình cũng có, trung học phổ thông Tân Bình á. Nó cũng vô nữa. Nam Kỳ hơi nghẽo đó, đúng rồi. Tu An à, họ đó xong rồi ra trường xong rồi chỉ có học lên không hay là ra trường xong rồi học Tu An nữa rồi thôi. Cấp học cấp 3 xong rồi đi làm luôn không? À. Xong rồi làm công ty xong mới nhảy qua chạy ra môn rồi. Mới chạy đây được 2 năm mà. Em cũng mới chạy cái này được 2 năm chứ nhiêu. Chạy buổi tối. Đúng rồi. Chắc ban ngày làm công ty rồi tối chạy cái này ha. Đuối rồi chạy chở nó đi chơi này. Ủa chị ăn chị ăn trai hay gái vậy? Trai nãy giờ tưởng gái không à? Có đâu có gì đâu, tại vì mình đi ra đường ai cũng tưởng con gái, tại cái giọng ai cũng tưởng gái. Bắt đầu tưởng con gái hay ngọn trai chứ. Ra ngoài giao hàng ai cũng thư chị giúp mình. Nói cái đó cũng là một cái công hôn thôi, không có gì trai gái gì cũng không quan trọng. Đúng là câu xin hôn. Để học chung trường. Ủa nói gì mà có đơn luôn kìa. Buổi tối như nó hiện lâu hơn chút á. Buổi tối. Phải mấy cái đơn à, mấy đơn mà ứng tiền nhiều quá. À thì ra mình nó mới cho mấy thằng cũ. Rồi à, đơn không ngon nó mới đơn cũ nhận. Đơn không ngon nó mới hiện màn hình lâu. Chứ mà cái đơn mà là thơ mà bục liền à. Nó chỉ là báo lên cái là mất tiêu. Là nó báo cho mấy thằng taxi mới trước. Mình là trễ cho nó 10 giây. Mình trễ cho nó 10 giây. Còn mấy cái đơn mà không ngon á là nó báo cho mình, mấy anh tài xế mới không có. Tại nhiều khi mình chạy á chung với những tài xế mới á chạy vậy mình có đơn nó không có đơn nó ủa xong kỳ vậy sao em không có đơn. Em tài xế mới đúng không, tại mình thấy nó mặc áo mình biết rồi, tài xế mới là hay lúc nào mặc áo cũng đeo cái thùng đó. Tài xế cũ có thùng nhưng mà không xài thùng, tài xế mới mà không xài thùng. Hồi đó trường có cái dãy hành lang này nè, đi chở là phải vô xếp hàng nguyên đi, vàng luôn. Không phải đi qua đây nè, vô bên hông á. Vô bên hông nhưng mà đi chở là phải xếp hàng nguyên vàng luôn, chứ ăn lô mây á. Ăn lô mây. Đúng rồi. Ăn lô mây của thầy Hiệp. Đúng rồi, chuyên gia luôn á. Cái thầy Trương. Đúng thầy rồi. Thầy Trương lớp 9. Hai hôm đó là yêu đi chở rồi sợ lắm. Thầy Trương là chuyên gia đứng ở đây. Vô nếu mà nhẹ hút xì dầu, mà nếu mà nặng thì cho mấy roi luôn á. Đi chở hoài á. Sợ lắm. Dù gì cũng quên rồi quên là. Thầy Dương ổng là giám thị lớp 9 thôi. Mà nhiều khi ông cũng thương tình cho vô, mà nhiều khi ông nặng hay ông quất luôn. Chứ là ông thầy Đức. Thầy Đức là dạy anh Văn. Nhưng mà ổng không có giám thị. Ông là dưới giám thị nhưng mà ổng có dạy anh Văn nữa. Ông là chuyên gia. Ông giám thị lớp 7. À giám thị xong sau nó mới dạy anh Văn. Không phải. Ổng dạy anh Văn nhưng mà cái hết tiếng anh Văn ổng là giám thị lớp 7. Ông bị thị của khối lớp 7 á. À đúng rồi. Với lại buổi mà giống như đầu giờ á, ổng lên chương trình á, ổng giảng dạc, ổng nói cho mình xong rồi bắt đầu cho mình lên lớp. Ừ. Mà sao mấy người mà học ở trường này xong nghe mấy thầy cô nói là quen biết liền luôn á. Giống như là ít có người ít, nhưng mà dân sự ít có thay đổi á. Giống như là nghe mê tên mấy thầy cô là biết luôn á. Tại cái trường đó ít thay người lắm. Có mấy trường khác là ra vô nhiều khi thay đổi giáo viên hoài, còn trường này là cứ mấy người đó làm hoài luôn. Mình cứ nhớ rồi đó. Với lại mấy người đó cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Cũng có gì. Chỉ có ví dụ mà thay đổi là người ta già rồi ta về hưu thôi, chứ thật sự người ta làm thay đổi thì cô giáo rồi là cô giáo dạy mấy môn học á. Mấy môn học thôi. Chứ mà mấy người cô không có thay đổi. Chứ mấy người mà dạng giám thị hay là dạng như là mấy người mà làm chủ nhiệm ở trọng á. Chủ nhiệm không có thay đổi. Ít thay đổi lắm. Ổng cũng là chủ nhiệm luôn. Ông này đó có ổng chủ nhiệm môn khóa. Ủa vậy về luôn môn khóa luôn hả ta? À hình như là hồi đó một thầy cô dạy nhiều môn lắm á. Ừ. Nhưng mà chủ của ổng á, chủ lực của ổng là môn lý. Đúng rồi. Ổng dạy môn khóa rồi dạy kèm.
Đúng rồi, đúng rồi. Môn lý của ổng á là chủ nhiệm, mà ổng chủ nhiệm lớp 7. À. Hồi đó trên lầu cái sân thượng chơi, tụi nó hay chơi nhảy dây chợ anh á, rồi bán cái gì mà cái gì mà bột dán, bán gì ta giống như là chả cá gì á, bán đồ ăn là bánh tráng là chả cá chợ anh á. À đúng rồi. Tại vì ở dưới này nó không có đủ chỗ chơi. Đúng rồi, lên gần sân thượng thấy giờ nó dơ toàn lên sân thượng cho mát không à. Sân thượng cho mát. Đúng rồi, chứ dưới cảnh khoáng hơn. Đúng rồi. Là cái âm thanh nó mỏng, nó ồn lắm. Cái giống thị trường nhỏ thôi. Ờ. Đúng rồi. Thấy là gặp đi cái trường này là một cái kỷ niệm mùa về luôn á. Mà không hiểu sao những cái đập đi nó xây lại mới vậy luôn. Cũ lắm rồi, xuống cấp rồi. Như trường này trước của người Hoa xây mà. Cái trường này mà nghe người ta nói á. Ê, ê, ê. Cái này thì chạy nguyên ngày, hình như là anh là làm chỉ là kiểu tối thôi không? Đúng rồi. Sáng là công ty. Tại ra trường là mất hết liên lạc luôn rồi, không còn biết ai hết đó. Không có ai hết. Nên gặp thấy mừng lắm, thấy cái người mà học chưa. Để chốt xin Zalo gì các bạn gì. Hả? Chốt xin Zalo của anh các bạn. Zalo lưu. Bị khóa rồi. Zalo bị khóa rồi hả? À. Hay bạn đồng đưa vừa đồng nghiệp mà giờ là bạn cũ học chung nữa. có tìm được mấy thằng bạn cũ không? Có, hồi đó chơi với thằng bạn giờ cấp 2 duy nhất thằng đó chơi tới giờ. Gần đây thì mới tìm được người bạn, thêm người bạn nữa. Chứ cái này đâu, trước đâu có Zalo, Facebook gì đâu, thời mình học cái này nè. Không có điện thoại cũng có nữa, chỉ có điện thoại bạn. Hỏi cùng lắm thì hỏi bàn thôi, mình hỏi bàn khó liên lạc lắm. Đa số gọi gặp người nhà không mà người sau thấy ngại thấy mồ luôn. Gặp người nhà không hỏi kiếm làm gì nó đang học phiền á, học hoài. Đúng rồi, gọi tới một hai lần mà thấy vậy là mình thấy không gọi nữa rồi. Còn giờ điện thoại cứ nhắn tin vô là thấy đọc mà đâu ai biết đâu. Dạ không phải. Vô điện thoại là có riêng tư rồi, vô đọc mình cài cái mật khẩu á, là vô đâu ai biết ai đâu, rồi nó tự do hơn. Ngày xưa là đâu có đi phương tiện liên lạc đâu. Ủa vậy có làm công ty gì không? Trước đi bỏ cà phê á. Trước đi bỏ cà phê á, rồi mới nghỉ rồi chạy shipper nè. Bỏ xong căng ký mấy áp cát chạy đi cho nhiều quá. À. Quá. Thì cũng, chạy gì đến đâu có ăn không? Thì cũng có đăng ký GoJet rồi đăng ký giao đồ ăn rồi kia. Bây giờ chắc giờ chứ ít học sinh hơn xưa, sao làm nhỏ hơn xưa ta. Đâu bự lắm á. Bự lắm hả? Vậy chắc nó lấy luôn nguyên hạn cái đá của ta bên này luôn. À. Cái đá là từ cái cửa tay qua đây nè. Là một nửa của. Ủa là ngày xưa là không có bên đây á hả? Không có bên đó đâu. À rồi bây giờ hạn giờ là đá hạn nước đá tính ra diện tích nó bự hơn không ta? Đúng rồi, bự hơn. À nhưng mà bây hình giờ như đó là hai trường vô cùng trường. Cái trường Nguyễn Huệ đang xây dựng á. Nguyễn Huệ là cứ bị dân nhập vô đây luôn hả? Nhập vô á. À vậy là ngon á, ngon. Nó xây xong nó mới trải về á. Vậy em nghĩ đi, hồi đó có một trường, bây giờ hai trường vô một trường á, làm sao mà nhỏ được. Hẹn gì thấy nó vô dòng chắc bự ha. Vô dòng nó sâu á. À vậy là ngon rồi, nó tưởng xây xong mới nhỏ hơn. Nhưng mà sao nó hụt vô quá trời luôn á. Nó hụt vô do nó bự, nó có phóng đường nữa mà. À em nghĩ là nó tính trước sau này phóng đường kia nó cũng hụt vô rồi. Đúng rồi. Nhưng mà hồi trước cái trường cũ mấy tầng ta? Hồi trước cái trường này mấy tầng? Cũng vậy, 3 tầng. Hồi trước 3 tầng mà xây mới cũng 3 tầng hả? Ừ, tại vì kiến trúc của nó mà có 3 tầng thì nó phải xây. Nếu mà xây nữa thì nó phải cái gì. Đúng rồi, giờ nó xây đẹp hơn nè. Thầy Dương giờ già lắm rồi, cách về hưu rồi. Lúc trước
học là ông đã lớn tuổi rồi, ông làm có một khối thôi à. À em làm hai khối mà ông làm một khối. Đúng rồi, đúng rồi. Ông làm khối chính. Đúng rồi. Nó lớn á, nó quậy. Đúng rồi. Mà ông cũng phải nghỉ hoài, cũng phải ngày ngày cũng lên khối hoài. Đúng rồi. Không biết bảo vệ tài không biết còn làm không? Tài chắc biết bao nhiêu năm rồi, chắc nghĩ lại chắc không còn ai rồi, em nghĩ vậy á. Giờ cái trường cũng thay đổi rồi. Gia đình ổng làm hồi đó làm đây ở phía sau mấy toilet. Đúng rồi, đúng rồi. Gia đình ổng ở đây mà. Giờ ổng có con còn à. Hồi đó còn vô đoàn vậy đó. Ủa anh lắp máy vô đoàn, ta có vô đoàn ở đây không? Không có vô đoàn. Không có vô đoàn à. À. Giờ có mấy đứa con, hai đứa à? Đã vô rồi có hai đứa con à. Có Út quá hả? À. Gặp lại ngôi trường xưa mà lại gặp lại cái người năm học năm xưa nữa, mừng quá trời luôn. Giống như hôm nay thôi, có duyên thì gặp thôi. Dạ đúng rồi. Nhiều khi quanh quẩn ở đây, nhiều khi sẽ có duyên gặp thì sao.